Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy sung cối muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cây này nó đến từ thương hiệu của Tanaka và nó có cái tên riêng là 368 các bạn. Tanaka 368 nha. Cây nó sở hữu cái nòng là 38 ly các bạn. Chưa từng có luôn ha. Chưa từng có cây nào 38 ly ha. Đây. Các bạn xem ha. Made in Sabang ha. À cây 368 này nó có cái nòng là 38 ly nha các bạn. Khủng, công suất khủng luôn. Ha. Rất là khỏe luôn. Với tình trạng máy rất là đẹp. Ha. À, nó chạy một cái chế quạt khí hai kim nha. Ở đây có cây kim tốc độ cao đây, cây tông kim tốc độ cao đây. Ha. Để chỉnh nha, tốc độ cao ha. Và ở đây có cái kim tốc độ thấp để chỉnh tốc độ thấp ha. Ga cầm chừng và nhạy nổ đó các bạn. Ở đây là cái chỉnh cây này cho mạnh mẽ ha. Bóc ha. Đây các bạn xem. Quá đẹp luôn. Súng cối nha. 38 ly. Tanaka. 368. Đó, 36cc các bạn. Với tình trạng máy đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cần láp 28 nha các bạn. Cần láp 28, súng cối. Láp 28, cùm nữa này. Tay nắm chống ra mồ hôi ha. Tay ra bóp ha. Cùi nha. Các bạn xem tới cái cùi của nó là mấy đỉnh. Cái cùi của nó này. Của nó quá là đẳng cấp luôn. To đùng luôn các bạn. Cần láp 28 cùi to đùng luôn. Và có chống dính cỏ bằng kim loại. Rất là mỹ miều luôn. Nó có độ trượt đây ha. Độ trượt đây. Nó độ thuông dốc xuống này. Ở đây cỏ đụng vô đây thì nó nhảy lên đây liền. Nó không có bám díu vô đâu được. Mà nó khích cháy luôn các bạn. Khích cháy luôn. Ở dưới này có chống mài mòn nè. Đầu con tán này đầu tán 17 nha. Đầu tán 17. Nó thiệt đúng là sung cối luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp và quá khỏe luôn. Rồi đây mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên chế quạt khí hai kim này đầu tiên thì mình nó bình xăng nằm dưới này, đầu tiên mình cũng phải bơm mồi cho nó nghe các bạn. Khi nó chạy rồi thì nó tự động bơm. Khi nó chưa chạy thì mình phải bơm mồi nó cái ha. Bơm mồi nó cái, đóng e ha, giật lên nó sặc lên một tiếng là các bạn kéo e xuống các bạn giật tiếp thì nó nổ. Và một khi nó đã lên xăng sẵn rồi thì các bạn giật là nó nổ thôi, không cần phải làm gì cả ha. Và bây giờ nó đã lên xăng sẵn mình nổ cho các bạn xem nha. Hơi đó các bạn. Đấy, hơi ghê hồn. Hơi kéo không ra luôn ha. Rồi nổ nha. Tắt theo à. Nổ nha. Tắt nha. Nổ nha. Nổ nha. Các bạn nào có tai nghe ha, mang tai nghe vào nghe nó nổ mới dữ ha. Ghê hồn luôn, quá mạnh luôn.
38 ly nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Tanaka 368 nòng 38 ly. Đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.